Xin chào anh em đã quay trở lại với Hùng Mobile. Hôm nay thì bên mình đang có sẵn hàng cho anh em chiếc Samsung Galaxy S20 FE phiên bản chính hãng Việt Nam anh em nhé. Cái điểm đặc biệt của con máy này đó là bên cạnh việc nó là phiên bản chính hãng Việt Nam thì chúng ta sẽ có con chip là Qualcomm Snapdragon 865 anh em nhé. Đấy, thay cho là cái phiên bản Exynos 990 ở cùng series. Đấy, thì chúng ta sẽ có một chiếc điện thoại chính hãng Samsung Việt Nam này, bảo hành 1 năm tại hãng, mới nguyên hộp. Đây, nguyên hộp nguyên siêu luôn anh em nhé. Đấy, tất cả hàng chính hãng tại Hùng Mobile sẽ đều là máy nguyên hộp, nguyên đai, nguyên kiện từ nhà sản xuất như thế này. Đấy, máy nó sẽ có tem thông số sản xuất này. Thì nếu mà anh em tra cái mã IMEI của máy ở trên trang chủ của Samsung Việt Nam thì chúng ta sẽ được nhận lại về thông tin máy, ví dụ là tên máy này và cái thời hạn bảo hành của máy, thời điểm kích hoạt. Đấy, cho nên là chúng ta hoàn toàn yên tâm về cái nguồn gốc xuất xứ của máy và sẽ kiểm tra được cái thời hạn bảo hành còn lại. Đấy, thì chúng ta sẽ vừa có chiếc máy chính hãng mới nguyên hộp này, đảm bảo về mặt chất lượng. Ngoài ra thì chúng ta vẫn sẽ có một chiếc flagship Samsung có cái mức hiệu năng tốt nhất ở trong series. Đấy, với phiên bản là Snapdragon 865 này. Ngoài ra thì chúng ta cũng vẫn sẽ có thêm cái màn hình là Super AMOLED với tần số quét lên tới là 120Hz anh em nhé. Đấy, vừa có chất lượng hình ảnh đẹp này và vừa cho cái trải nghiệm vuốt chạm cực kỳ là mượt luôn. Tiếp theo thì chúng ta cũng vẫn sẽ có những cái thông số rất là cơ bản và quen thuộc. Ví dụ như là chúng ta sẽ có cụm 3 camera sau. Đấy, với camera ultra wide này, camera chính và camera telephoto. Đấy, thì cái bộ phần cứng camera cực kỳ là tốt, sẽ cho chúng ta cái chất lượng hình ảnh quay video sẽ gọi là thuộc phân khúc flagship. Đấy, nhưng mà ở mức giá chỉ tầm trung thôi. Đấy, ngoài ra thì chúng ta cũng vẫn sẽ có thêm sạc nhanh 25W. Đấy, tất cả mọi thứ của một chiếc flagship anh em có thể yên tâm được đảm bảo về mặt hiệu năng, trải nghiệm cũng như là cấu hình. Đó. Về những hình thức mua thì chúng ta sẽ có thể mua trực tiếp tại tất cả các cơ sở của Hùng Mobile. Đấy, thì anh em có thể qua trực tiếp, hoặc là nếu mà anh em không qua được thì chúng ta có thể đặt mua giao hàng. Đấy, thì bên mình sẽ ship hàng toàn quốc cho anh em và anh em có thể thanh toán tại nhà. Đấy, thì con này thì mình sẽ mở trước cho anh em để anh em xem là bên trong chúng ta sẽ có một phụ kiện như thế nào. Thế ở đây thì chúng ta đầu tiên sẽ có, trong này sẽ có quay chập SIM và giấy hướng dẫn sử dụng thôi. Đấy, chứ cũng không có gì cả cho nên là mình sẽ không mở ra anh em nhé. Đấy, ở trong này chỉ có giấy hướng dẫn sử dụng thôi, không có ốp lưng gì cả. Đó, còn ở dưới sẽ là một bộ sạc cáp là 15W. Đấy, đây là củ sạc và bên trong này sẽ là dây sạc. Đó. Con máy này thì nó hỗ trợ sạc nhanh 25W nhưng mà Samsung chỉ tặng kèm cho chúng ta là 15W thôi, cho nên là chúng ta có thể cân nhắc. Đấy, có thể là nâng cấp lên bộ 25W tùy vào cái khả năng tài chính cũng như là cái nhu cầu sử dụng của chúng ta. Đấy, và đấy là cái bộ phụ kiện ở bên trong này. Nó rất là cơ bản. Đó. Ngoài ra thì mình cũng sẽ hỗ trợ trả góp 0% cho anh em qua thẻ tín dụng anh em nhé. Đấy, hoặc là nếu mà anh em nào không có thẻ thì chúng ta hoàn toàn vẫn có thể trả góp qua công ty tài chính. Thì với công ty tài chính thì Hùng Mobile cũng sẽ hỗ trợ xét duyệt cả nợ xấu cho anh em luôn. Đấy, cho nên là về hình thức mua hàng này, vận chuyển hay là trả góp các thứ thanh toán thì bên mình đều sẽ hỗ trợ cố gắng để đáp ứng được cho anh em cái trải nghiệm mua hàng nó đơn giản, dễ dàng và nó ok nhất với tất cả mọi người. Đấy, ai cũng có thể mua được, cực kỳ là đơn giản luôn. Đấy, thì nếu mà anh em quan tâm đến Samsung Galaxy S20 FE thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với Hùng Mobile qua số hotline là 0901548866 để hưởng cái mức giá tốt nhất hiện nay trên thị trường anh em nhé.